Bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3 đến 4 năm tù. Theo thông tin từ tờ Tuổi Trẻ, chiều 21 tháng 9, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm. Theo đó, mức án đề nghị cho bị cáo Hằng là 3 đến 4 năm tù. Theo Viện kiểm sát, hầu hết các bị cáo đã nhận tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận giám định. Quá trình điều tra xác định bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và 4 bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Bị cáo Đặng Anh Quân không thừa nhận tội danh, tuy nhiên căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các chứng cứ khác có cơ sở xác định ông Quân đồng phạm với bà Hằng. Bị cáo Đặng Anh Quân là giảng viên đại học luật có trình độ hiểu biết bị cáo Quân tham gia livestream tiếp thêm ý chí cho bị cáo Hằng. Đặc biệt trong buổi livestream ngày 21 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã xúc phạm danh dự, uy tín ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Trong vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng là người chỉ đạo, rủ dê, lôi kéo người khác phạm tội. Bị cáo Đặng Anh Quân là người cổ vũ, tiếp thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội nên phải có hình phạt nặng hơn các bị cáo khác mới đủ sức gian đe. Tuy nhiên đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo đã thành khẩn khai báo, riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen về việc thiện nguyện. Các bị cáo Nhi, Hà Tân có vai trò không đáng kể. Tại phiên tòa, ông Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh, Vi Oanh đã rút yêu cầu bồi thường nên ghi nhận. Ngoài bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau: Đặng Anh Quân, 45 tuổi, giảng viên Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, từ 2 đến 3 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên văn phòng công ty cổ phần Đại Nam. Và Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo khoản 2 Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội phát sóng trực tiếp livestream để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hà Ni, nhà báo Hà Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo và bà Trương Thị Việt Hà. Quá trình điều tra, bà hàng khai lý do livestream chửi bới nhiều người là những người này đã phát ngôn xúc phạm vợ chồng bà và quỹ từ thiện của bà. Cụ thể, bà cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, người bị bà tố cáo lừa đảo. Khi bị cáo yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi của ông Yên thì nam nghệ sĩ im lặng. Đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Hằng cho rằng bà Oanh đã đăng một bài viết trên trang Facebook tên Vi Oanh ở phần bình luận Bảo Anh trả lời một tài khoản Facebook khác có nội dung móc máy, xỉa sói việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19. Với bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng cho rằng bà Ni đã nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm bà, chống phá công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện hàng hữu. Đối với ông Nguyễn Đức Hiển, bà Hằng cho rằng do ông Hiển đã trả lời phỏng vấn trên VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam và đăng các bài viết trên Facebook, Youtube có nội dung sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty cổ phần Đại Nam với vợ chồng lê công vinh trần thị thủy tiên bà hằng cho rằng hai người này đã hoạt động từ thiện không minh bạch ăn chặn tiền từ thiện của dân đối với ông huỳnh minh hưng tức ca sĩ đàm vĩnh hưng bà hằng cho rằng ông hưng đã lên mạng xã hội phát ngôn xúc phạm bà với bà đinh thị lan bà hằng cho rằng bà lan có các phát ngôn trên mạng xã hội vu khống xuyên tạc sự thật xúc phạm uy tín danh dự của bà